Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của doanh nghiệp nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự như khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng, vượt ngoài ranh giới giấy phép khai thác khoáng sản. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài nguyên Môi trường, của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, việc xử lý vi phạm và khắc phục tồn tại vi phạm, tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, việc thực hiện các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản, việc quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản đã khai thác và mục đích tiêu thụ, sử dụng.